Kính bạch sư, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực nghĩa là gì? Thưa quý vị, đoàn thực là gì? Đoàn thực á, theo cái nghĩa, theo đúng nghĩa đen luôn á, nó là vật thực, tức là nó là đồ ăn ấy, cái đồ mình ăn. Tại sao gọi là đoàn thực? Tại vì người Ấn Độ thì họ ăn bốc, cho nên khi họ ăn ấy, thì họ gom nó vào trong cái lòng bàn tay, họ gom miếng ăn vào trong lòng bàn tay và nó thành một cái miếng tròn và họ đưa vào trong miệng đấy, cho nên gọi là đoàn thực, tức là cái mà mình ăn ấy, ăn vào trong bụng ha. Còn cái xúc thực ấy, tức là cái cảm thọ của mình ấy, mình ăn tức là những cái cảm thọ thì nó gọi là xúc thực. Tư niệm thực tức là suy tư, chúng ta sống nhờ những cái suy tư, nó nuôi dưỡng cái tinh thần của chúng ta. Xúc thực thì nó nuôi dưỡng cái đời sống vật chất, còn cái tư niệm thực thì nó nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần đấy, nó giúp cho chúng ta tiếp tục sống sót đấy. Còn cái thức thực á, tức là cái thức tái sanh, nó đưa chúng sanh đi từ đời này qua đời khác, nó khiến cho cái sinh mệnh của chúng sanh nó cứ tiếp tục ha. Thì đó là cái thức thực. Hình như là sư có những cái bài giảng mà nó bàn nhiều hơn về vấn đề này, nếu quý vị có thể tìm, tại vì trong một cái phần vấn đáp á, thì không thể nào sư nói dài nói nhiều được nha. Quý vị có thể tìm những bài giảng của sư về tứ thực. Hình như là sư có nói ở trong Trung Bộ, nói trong Trung Bộ. Còn không thì quý vị tìm, hình như là ngài Giác Nguyên ngài cũng có nói về cái tứ thực này ha.